Bà McCain đã xây dựng hình ảnh là một nhà lãnh đạo chính trực và không tiết lộ nhiều về đời sống cá nhân như các nhà lãnh đạo khác. Nhà lãnh đạo này cho biết sẽ không tranh cử thêm sau khi hoàn thành nhiệm kỳ hiện tại vào năm 2021 và dự định sẽ trở lại giảng đường đại học. Dù không tiết lộ nhiều về đời sống cá nhân, song bằng cách chấp nối các manh mối khác nhau, chúng ta có thể biết đôi chút về con người giản dị của Thủ tướng Đức. Trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Ở các lĩnh vực khác nhau, từ kinh doanh, công nghệ, giải trí, từ thiện và cả chính trị đã có dấu ấn không nhỏ của những người phụ nữ. Họ giữ vai trò là những nhà đổi mới, phát ngôn viên, sử dụng giọng nói của mình để thay đổi cơ cấu quyền lực và tạo ra những ảnh hưởng lâu dài. Những người phụ nữ ấy đã được vinh danh trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Cùng điểm qua 10 cái tên ngay sau đây nhé! 1. Anna Patricia Fortin. Bà Fortin đã trở thành chủ tịch của Banco Santander từ năm 2014, sau cái chết đột ngột của cha bà, ông Emilio. Bà đã thực hiện một kế hoạch táo bạo vào năm 2017, khi Banco Santander thành công mua lại Banco Popular, BP, với giá 1 euro để trở thành ngân hàng lớn nhất Tây Ban Nha. Bà cũng cho ra mắt chương trình Santander X nhằm hỗ trợ các dự án khởi nghiệp tại các trường đại học và giúp đỡ việc tạo ra nền tảng dựa trên công nghệ chuỗi khối blockchain đa ngành đầu tiên của đất nước. Quỹ đầu tư tư nhân Innoventures trị giá 200 triệu USD của ngân hàng này đã giúp đỡ cho sự phát triển của các công ty đột phá như Digital Asset Holdings, Ripple và Capac. 2. Meg Whitman. Từng là lãnh đạo cấp cao tại nhiều công ty lớn như Procter & Gamble, Penn & Company, Walt Disney và Hasbro. Năm 1998, bà gia nhập EPA với tư cách giám đốc điều hành khi công ty chỉ có 30 nhân viên. Whitman trở thành thành viên hội đồng quản trị Hewlett Packard năm 2011 và được bổ nhiệm CEO chỉ sau 6 tháng. Bà từ chức giám đốc điều hành HP vào năm 2018 nhưng vẫn ở trong hội đồng quản trị. Năm 2018, bà cùng Jeffrey Katzenberg thành lập Quibi, startup công nghệ mảng video ngắn. Với sự nghiệp đồ sộ của mình, Meg Whitman được xem là nữ tỷ phú thành công nhất nước Mỹ. 3. Susan Wojcicki. Sinh ra và lớn lên tại thung lũng Silicon, bang California, nơi được mệnh danh là thánh địa công nghệ. Thay vì đáp ứng theo ý nguyện của bố mẹ và làm việc tại viện nghiên cứu, thì bà lại quyết định chuyển hướng sang kinh doanh và công nghệ. Hai công việc không liên quan gì đến gia đình và học vấn của bà. Là một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Google, cùng với hai nhà sáng lập. Thế nhưng cuộc sống của bà lại vô cùng giản dị và ít ồn ào về đời tư. Sau những thành công về mảng công nghệ, ít ai biết rằng Susan Wojcicki trước kia từng tốt nghiệp loại ưu Đại học Harvard chuyên ngành lịch sử và văn chương. Sau đó, bà lấy thêm hai bằng thạc sĩ kinh tế và quản trị kinh doanh tại Đại học California, lần lượt vào các năm 1993 và 1998. Với sức ảnh hưởng của mình đến làng công nghệ, năm 2015, Susan Wojcicki được tạp chí Time vinh danh là người phụ nữ quyền lực nhất Internet. Bên cạnh đó, bà còn đứng thứ 6 trong 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, theo đánh giá của Forbes. 4. Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg sinh ngày 28 tháng 8 năm 1969 tại Washington, D.C. Cha của bà là một bác sĩ nhãn khoa, còn mẹ của bà dạy tiếng Pháp tại một trường đại học. Thời còn đi học, Sheryl Sandberg luôn là học sinh nổi bật. Năm 2007, Mark Zuckerberg, CEO của Facebook, gặp Sandberg tại một bữa tiệc Giáng sinh. Sau đó, Zuckerberg tìm cách mời bà về làm việc tại mạng xã hội này. Sau 6 tuần thường xuyên ăn tối và trao đổi cùng đồng sáng lập Facebook, Sandberg đồng ý trở thành COO, giám đốc vận hành của công ty. Sandberg hiện sở hữu tài sản hơn 2 tỷ USD và là một trong những nữ doanh nhân quyền lực nhất thung lũng Silicon. 5. Christine Lagarde. Bà Christine Madeleine Odette Lagarde sinh ngày 1 tháng 1 năm 1956. Bà từng là Bộ trưởng Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm đương nhiệm của Pháp và là nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong các nước GA. Bà còn là cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại thời Thủ tướng Dominique de Villepin và cựu Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thời Thủ tướng Francois Fillon.
Cuối tháng 6 năm 2011, bà trúng cử Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 năm 2011. Trước khi bước vào chính trị, bà Lagarde đã là Tổng Giám đốc điều hành Baker & McKenzie, một trong những công ty luật lớn nhất thế giới lúc đó. Từ năm 2004 đến năm 2009, bà Lagarde được tạp chí Forbes xếp hạng là người phụ nữ quyền lực thứ 17 trên thế giới. Ngày 28 tháng 6 năm 2011, bà được chỉ định làm Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 5 tháng 7 năm 2011, thay thế cho Dominique Strauss-Kahn. Nghị viện châu Âu EP ngày 17 tháng 9 năm 2019 đã phê chuẩn bà Christine Lagarde là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB, mở đường cho bà trở thành người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vị trí này. 6. Mary Barra. Mary Barra đang là một nhân tố rất thú vị trong thế giới ô tô. Nữ CEO đầy quyền năng này liên tiếp được xếp hạng trong số 100 phụ nữ quyền lực nhất hành tinh do tạp chí Forbes bình chọn. Năm 2014, bà đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành General Motors GM sau hơn 33 năm cống hiến cho công ty và cũng là người phụ nữ đầu tiên nằm trong ban lãnh đạo một nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới. 7. Melinda Gates. Melinda Gates là vợ của tỷ phú Bill Gates. Bà từng là nhân viên tại Microsoft với chức danh là người quản lý đơn vị sản phẩm của Microsoft Publisher, Microsoft Pop, Microsoft Enter và Expedia. Năm 1994, bà kết hôn với tỷ phú Bill Gates, người sáng lập và chủ tịch của Microsoft. Bà Melinda sinh ra và lớn lên tại Dallas, Texas. Bà đạt được bằng tú tài khoa học máy tính và kinh tế tại trường Đại học Đức năm 1986 và bằng cử nhân văn chương trường Đức năm 1987 và phục vụ như một thành viên của ban quản trị trường Đức từ năm 1996 đến năm 2003. Cùng với chồng của mình, bà Melinda đã sáng lập ra quỹ Bill and Melinda Gates, một tổ chức từ thiện đã đóng góp tới 24 tỷ USD để cứu tế. 8. Janet Yellen. Janet Yellen sinh ra trong một gia đình Do Thái trung lưu ở Brooklyn, New York năm 1946. Thời học sinh, Janet Yellen đã chứng tỏ sự thông minh, nổi trội một cách xuất sắc khi ẵm hết những giải thưởng trong trường, có tên trong mọi bảng danh dự, làm tổng biên tập tờ báo của trường. Bà tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế tại Đại học Rand vào năm 1967 và tiếp tục nhận bằng tiến sĩ từ Đại học Yale năm 1971. Sau đó, bà làm giáo sư giảng dạy tại một số trường đại học danh tiếng, trong đó có Harvard, Trường Kinh tế London hay Đại học California tại Berkeley. Trở thành một nhà kinh tế học vào thời điểm rất ít phụ nữ tham gia vào lĩnh vực khô khan và nhiều áp lực, Janet Yellen vẫn vươn lên trở thành người quyền lực trong môi trường vốn do nam giới thống trị. Bà là người phụ nữ đầu tiên giữ chức chủ tịch EFD, người có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách tiền tệ của Mỹ cũng như thị trường tiền tệ thế giới. 9. Hillary Clinton. Bà Hillary Clinton sinh năm 1947 tại Illinois. Năm 1964, bà đã chủ động giúp các ứng viên đảng Cộng hòa trong chiến dịch tranh cử. Năm 1965, bà vào học ở Học viện Wellesley College, chuyên ngành khoa học chính trị. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ luật Đại học Yale, bà Hillary Clinton có thành tích nổi trội nhất trong 27 nữ sinh đã được mời vào làm việc ở công ty luật nổi tiếng Rose. Ở đây, bà gặp ông Bill Clinton và năm 1975, hai người tổ chức hôn lễ. Trong thời gian làm việc, bà Hillary Clinton hai lần được bình chọn trong top 100 luật sư xuất sắc nhất nước Mỹ. Năm 1993, bà Hillary Clinton theo ông Clinton vào Nhà Trắng và bà đã trở thành đệ nhất phu nhân có trình độ học vấn cao nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bà Hillary Clinton thường nói rằng bà không bao giờ là một người đàn bà ngồi trong nhà bếp, nướng bánh mì hoặc đứng sau lưng người đàn ông. Trong thời gian làm Bộ trưởng Ngoại giao, bà Hillary Clinton đã đến thăm 112 quốc gia, nhiều hơn bất kỳ Ngoại trưởng Hoa Kỳ nào trước đây. Tổng quãng đường trong hành trình dài hơn 1.350.000 km. Các phương tiện truyền thông Mỹ gọi bà là vị bộ trưởng bận rộn nhất. 10. Angela Merkel. Năm 2005, bà Merkel đã trở thành vị nữ thủ tướng đầu tiên của Đức. Vào tháng 11 năm 2018, bà đã từ chức lãnh đạo Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức CDU. Khả năng lãnh đạo của bà được ghi dấu bằng sự kiên định từ việc đứng lên phản đối lại Donald Trump để cho phép hơn 1 triệu người dân tị nạn Syria cư trú tại Đức.
Chúng ta vừa điểm qua 10 người phụ nữ tài giỏi và quyền lực chẳng thua kém gì đàn ông. Để lại một like nếu yêu thích video nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. We'll be right back.